Tin bóng đá tối ngày 19 tháng 10, Ronaldo và Juventus tiếp tục kéo nhau ra tòa. Theo La Repubblica, Juventus quyết định kháng cáo sau khi bị xử thua trong cuộc tranh chấp tiền lương với Ronaldo. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2025. Trước đó vào tháng 4, tòa án Collegio Arbitrale ra phán quyết yêu cầu Juventus thanh toán cho Ronaldo số tiền lương 9,8 triệu euro, vốn chưa được chi trả trong thời gian anh thi đấu cho đội bóng. Tuy nhiên, phía Juventus cho rằng những bằng chứng Ronaldo đưa ra để khởi kiện câu lạc bộ không có hiệu lực ràng buộc. Đại diện của Serie A tự tin tuyên bố sẽ theo đuổi vụ việc tới cùng nhằm đảo ngược tình thế. Mục đích của Juventus là không phải thanh toán khoản tiền gần 10 triệu euro cho Ronaldo. Năm 2023, Ronaldo kiện Juventus để đòi gần 20 triệu euro tiền lương chưa được thanh toán trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành. Khi đó, tòa án giải quyết tranh chấp cho rằng các bên phải cùng chia sẻ trách nhiệm. Do đó, Juventus chỉ phải trả hơn 10 triệu euro cộng thêm lãi. Real Madrid hối hận vì chiêu mộ Kylian Mbappe. Real Madrid được cho là đang rất thất vọng với phong độ của Kylian Mbappe kể từ khi cầu thủ này gia nhập đội chủ sân Bernabeu. Thậm chí, Los Blancos còn tỏ ra hối hận vì đã ký hợp đồng với tuyển thủ người Pháp. Siêu sao 25 tuổi đã ghi được 7 bàn sau 11 trận đấu cho kền trắng. Thế nhưng, trong chương trình Colin Interview, nhà báo uy tín Roman Molina khẳng định Real Madrid đang hối hận vì chiêu mộ Mbappe. Ông cho rằng đây là sai lầm cá nhân của chủ tịch Florentino Perez. Real Madrid hối hận vì đã chiêu mộ Mbappe khi màn trình diễn của anh ấy không như mong đợi. Đây là quyết định bồng bột của Florentino Perez, chỉ một mình ông ấy muốn có Mbappe. Molina cũng tiết lộ không khí phòng thay đồ của Real Madrid từ khi Mbappe xuất hiện không được tốt. Ông nhận định Real Madrid đã phạm sai lầm khi vội vàng ký hợp đồng với Mbappe. Điều này trái ngược với thương vụ thành công của Jude Bellingham trong kỳ chuyển nhượng hè 2023. Bruno chuẩn bị rời Manchester United. Theo tiết lộ từ phóng viên Mark Ogden của ESPN, Manchester United đã rơi vào tình trạng hoảng loạn khi biết tin Bruno Fernandes quyết định rời khỏi Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Nguồn tin nội bộ của câu lạc bộ xác nhận, tiền vệ 30 tuổi đã chuẩn bị ra đi sau khi mệt mỏi với câu lạc bộ liên tục không đáp ứng được kỳ vọng. Nhiều đội bóng lớn đã để mắt đến đội trưởng của MU, trong đó Bayern Munich được cho là đã bắt đầu đàm phán về thương vụ này. Barcelona cũng thể hiện sự quan tâm, trong khi có những đồn đoán về việc các câu lạc bộ tại Saudi Pro League sẵn sàng chiêu mộ ngôi sao người Bồ Đào Nha. Trước nguy cơ mất đi một trong những trụ cột quan trọng nhất, ban lãnh đạo MU đã phải gấp rút đề nghị một bản hợp đồng mới hấp dẫn hơn với Bruno Fernandes, thay vì mức lương 240.000 bảng trên tuần trong hợp đồng cũ, có thời hạn đến 2026 với điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Tiền vệ sinh năm 1994 giờ đây nhận được mức đãi ngộ cao hơn, 300.000 bảng trên tuần, trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất câu lạc bộ. Huấn luyện viên Al Hilal xác nhận tình hình của Neymar. Chiến lược gia Jorge Jesus đã khẳng định Neymar bình phục tốt và có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Al Hilal lần đầu tiên sau hơn 1 năm điều trị chấn thương. Neymar sẽ đi cùng đội đến trận đấu với Al Ain. Hôm nay cậu ấy hoàn thành 1 năm điều trị chấn thương và đã hoàn toàn bình phục. Tôi sẽ xem xét tình hình, sau đó để xác định thời điểm cậu ấy vào sân. Nhưng rõ ràng mọi thứ đang rất tích cực. Trước đó, Global đưa tin Neymar đang được đội ngũ y tế ở Al Hilal bật đèn xanh cho việc trở lại thi đấu. Tiền đạo sinh năm 1992 có thể ra sân ở màn so tài quan trọng với Al Ain thuộc khuôn khổ AFC Champions League Elite vào ngày 21 tháng 10. Neymar đứt dây chằng chéo trước ở trận đấu của tuyển Brazil vào ngày 18 tháng 10 năm 2023. Đến tháng 8, Neymar tưởng như kịp trở lại, nhưng đã phải hoãn ngày tái xuất vì không vượt qua các bài kiểm tra. Anh trở lại tập luyện bình thường cùng với đồng đội ở Al Hilal vào đầu tháng này. Zidane tiết lộ 3 câu lạc bộ mà ông sẵn sàng dẫn dắt. Chiến lược gia 52 tuổi đã không nhận việc mới kể từ khi rời Real Madrid lần thứ hai vào năm 2021. Từ đó đến nay, ông đã được đồn đoán với nhiều vị trí huấn luyện quan trọng, bao gồm cả vị trí huấn luyện viên trưởng tuyển Pháp. Tuy nhiên, dù đã được mời gọi từ nhiều đội tuyển và câu lạc bộ, Zidane vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Thời gian qua, tương lai của Zidane một lần nữa nóng lên với những đồn đoán liên quan đến MU, đặc biệt là trong bối cảnh tương lai của Erik ten Hag trở nên bấp bênh. Nhưng theo Thomas Gravesen, cựu đồng đội của Zidane tại Real Madrid, huyền thoại người Pháp đang thực sự quan tâm đến ba câu lạc bộ. Gravesen chia sẻ với Discovery Plus: "Tôi đã nói chuyện với Zidane ở Real Madrid cách đây 2 năm và anh ấy đã nói rằng chỉ có 3 vai trò mà anh ấy muốn nhận. Đó là Marseille, Real Madrid và đội tuyển Pháp. Chúng tôi đã nói chuyện ở Madrid 2 năm trước và anh ấy đã nói chính xác như vậy. Tôi cũng hỏi anh ấy liệu bản thân có sẵn sàng quay lại huấn luyện không. Zidane nói rằng không có khả năng cho ba đội bóng này vào thời điểm đó." Ben đàm phán trói chân Sané. Truyền thông Anh khẳng định MU đang theo dõi chặt chẽ một số ngôi sao của Ben, bao gồm Sané và tiền vệ Leon Goretzka. Với việc cựu ngôi sao Man City chỉ còn 1 năm hợp đồng, MU có thể cố gắng dụ dỗ Sané trở lại nước Anh như một phần trong việc cải tổ đội hình của họ vào năm 2025. Sané đã gặp nhiều chấn thương, đặc biệt là sau ca phẫu thuật háng vào mùa hè. Hệ quả là anh đã chỉ xuất hiện trong 4 trận cho Bayern Munich mùa này, trên tổng cộng 78 phút. Do đó, Ben tiếp cận thận trọng với các cuộc đàm phán và màn trình diễn của anh trên sân cỏ sẽ quyết định liệu Sané có ở lại Bavaria hay không. Theo Sportbild,
càng cân nhắc tài chính làm phức tạp hóa các cuộc đàm phán hợp đồng của Sané. Khi chuyển đến Bayern từ City, cầu thủ chạy cánh đã đồng ý giảm 5 triệu euro lương hàng năm của mình, hiện khoảng 20 triệu euro trên năm. Với việc hợp đồng sắp hết hạn, đại diện của Sané đang tìm kiếm một rào kèo hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, những lo ngại về chấn thương đang diễn ra đã buộc Bayern e dè. Luis Suarez sắp gia hạn hợp đồng với Inter Miami. Tiền đạo người Uruguay, một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu chiếc dây vàng MLS 2024, đã tuyên bố rằng anh muốn ở lại South Beach lâu hơn. Tại buổi tâm của Inter Miami vào thứ Sáu, Suarez thông báo với các phóng viên rằng anh hy vọng tiếp tục chơi cùng đội sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào năm 2024. Tôi biết luật sư của tôi đang nói chuyện với câu lạc bộ. Tôi muốn kết thúc theo cách tốt nhất có thể, thể hiện cho câu lạc bộ rằng tôi có khát khao. Tôi cảm thấy khỏe về mặt thể chất và tôi có mong muốn tiếp tục là một phần của lịch sử câu lạc bộ này. Suarez đã hòa nhập rất nhanh với đội bóng mới. Trong 26 trận cho Inter Miami, Suarez đã chính 20 trận. Anh ghi được 18 bàn thắng và kiến tạo 7 lần trong mùa giải ra mắt của mình. Tính thêm cả mùa này, cựu trung phong Liverpool đã ghi tới 22 bàn và đóng góp 10 kiến tạo cho đội bóng áo hồng. Ramos rất giá thê thảm. Hiện tại, Transfermarkt định giá cựu trung vệ Real Madrid chỉ 1,8 triệu euro, mức thấp nhất trong sự nghiệp. Đồng thời, con số này thấp hơn rất nhiều so với mức định giá 50 triệu euro vào năm 2018, thời điểm Ramos còn thi đấu cho Real Madrid. Phong độ sa sút và tuổi tác ngày càng lớn là nguyên nhân chính khiến cho giá trị của Ramos giảm. Ramos chưa xác định bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Theo ESPN, tân huấn luyện viên Fernando Gago sẽ cố gắng thuyết phục người đồng đội cũ ở Real Madrid gia nhập Boca Junior tại giải vô địch Argentina. Thông tin này đã khiến cho người mộ câu lạc bộ phấn khích. Trong một đoạn video tập luyện mà Ramos đăng tải trên trang cá nhân, cổ động viên Boca đã tràn vào, để lại hàng ngàn lượt thích và bình luận với hy vọng rằng anh sẽ gia nhập đội bóng. Ramos chia tay Sevilla khi mùa giải 2023-2024 khép lại. Tại câu lạc bộ này, trung vệ người Tây Ban Nha đã chơi gần 40 trận trên mọi đấu trường và ghi đến 7 bàn thắng. Ten Hag xác nhận MU tính mua lại cầu thủ vừa bán. Hè năm nay, sau 5 tháng cho Benfica mượn, MU đã bán hậu vệ 21 tuổi cho đội bóng Bồ Đào Nha với giá 6 triệu euro. Hợp đồng của Alvaro Carreras còn 3 triệu euro biến phí, kèm điều khoản MU có quyền ưu tiên mua lại với giá 20 triệu euro. Giá mua Alvaro Carreras dành cho các câu lạc bộ khác là 50 triệu euro. Đáng chú ý, từ khi ký hợp đồng 5 năm với Benfica, Alvaro Carreras thi đấu cực kỳ ấn tượng. Vì thế, đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng MU đang theo dõi sát sao Alvaro Carreras và tính mua lại cầu thủ họ bán cách đây 5 tháng. Không còn là đồn thổi, trong cuộc họp báo trước trận MU tiếp đón Brentford tại vòng 8 Premier League 21 giờ đêm nay ngày 19 tháng 10, huấn luyện viên Ten Hag xác nhận quỷ đỏ tính mua lại Alvaro Carreras. Chúng tôi đang theo dõi sự tiến bộ của Alvaro Carreras tại Benfica. Chúng tôi có điều khoản mua lại cậu ấy. Chúng tôi cho Preston, Granada mượn Alvaro Carreras. Tại đây, cậu ấy không được thi đấu nhiều. Hè năm nay chúng tôi có cơ hội bán Alvaro Carreras, nhưng có điều khoản ưu tiên mua lại và kiểm soát được tình hình trong thương vụ này.